Thân mến, chào mừng các bạn chúng ta trở lại kênh Mr. Long Linh Let's Learn. Và bây giờ chúng ta đã sang phần A Closer Look 2 của Unit 1 tiếng Anh lớp 9 sách giáo khoa mới các bạn nha. Và tất cả các nội dung trước trong cái Unit 1 này các bạn đã được học rồi. Mình đã đưa lên trên kênh hết rồi. Vô trong danh sách phát là sách giáo khoa mới tiếng Anh lớp 9 hướng dẫn học sách giáo khoa là các bạn học có đầy đủ cho các bạn ha. Vậy thì phần closer look 1 and what look 2 này á, chúng ta sẽ bắt đầu với phần ngữ pháp này. Phần ngữ pháp của chúng ta là ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chủ điểm rất là hay, rất là phổ biến và thường dùng trong tiếng Anh. Đó là liên quan đến cái câu ghép này các bạn. Đó, những cái câu phức hợp á, chúng ta hay gọi là câu ghép, câu phức hợp á. Vậy thì trong tiếng Anh đó các bạn, nó sẽ có những cái mệnh đề, có những cái câu mà nó cần có sự liên kết giữa hai vế với nhau. Hai vế với nhau. Vậy thì trong tiếng Anh, đây các bạn nhìn này, nó có rất nhiều kiểu cái mệnh đề phụ thuộc này các bạn. Đó, như vậy là trong tiếng Anh đó, thì nó có rất nhiều kiểu khác nhau của các cái mệnh đề phụ thuộc. Có nghĩa là gì? Mình sẽ giải thích kỹ cho các bạn trước khi các bạn vào cái phần bài tập số 1 này, rất là hay này. Cái mệnh đề phụ thuộc á, một cái mệnh đề phụ thuộc mang cái nghĩa gì các bạn? Mang cái nghĩa nhượng bộ này các bạn. Đó, một cái mệnh đề phụ thuộc nhưng nó lại mang nghĩa nhượng bộ. Có nghĩa là sao? Tí nữa đi vô cụ thể thì các bạn sẽ hiểu. Nó được bắt đầu với một cái gì các bạn? Một cái liên từ này. Đây là một cái liên từ mang nghĩa nhượng bộ đó các bạn. Đây, mang nghĩa phụ thuộc nhượng bộ đó. Ví dụ như là although, trong tiếng Việt chúng ta hiểu nó có nghĩa là gì? Mặc dù đó các bạn. Đó, trong tiếng Anh là từ although là nghĩa tiếng Việt của chúng ta là mặc dù. Though cũng là mặc dù. Even though cũng là mặc dù. Đó các bạn nha. Mình đi vào ví dụ thì các bạn sẽ thấy ngay liền. Và những cái từ này nó sẽ làm sao các bạn? Nó bắt đầu với một cái mệnh đề phụ thuộc nhau, gọi là một cái mệnh đề nhượng bộ đó các bạn. Mệnh đề nhượng bộ này. Đó các bạn nha. Để nó sao? Nó chỉ một cái kết quả không như mong đợi đó các bạn. Đó, các bạn nhìn đây nha. Đây. Đó, không như mong đợi có nghĩa là cái kết quả người ta không có hình dung tới đó, có nghĩa là người ta bất ngờ, mang cái một cái nghĩa bất ngờ nhất định đó các bạn. Ví dụ như thế này. Mặc dù cô ấy mệt. Đó, mặc dù cô ấy mệt, nhưng cô ấy, mình dịch cái từ nhưng trong tiếng Việt, nhưng trong khi viết nó là không có chữ nhưng, không có chữ but này các bạn nha. Nhớ cho mình, không có chữ but này. Đừng bao giờ thấy mình dịch là nhưng thì đưa chữ but vô là không được nha. Mình cho phép mình dịch chữ nhưng chỗ này. Mặc dù cô ta mệt, nhưng cô ấy vẫn hoàn thành được cái việc thêu thùa một cái gì đây các bạn. À, cái việc là cô ta thêu thùa cái khăn quàng cổ đó các bạn, cho bố của cô ta, cho cha của cô ta. Đó, như vậy là cô ấy mệt, mặc dù cô ấy mệt nhưng cô ta vẫn hoàn thành cái việc thêu cái khăn đó các bạn. Đó, đan cái khăn tròn cổ, đan khăn tròn cổ là cho bố cô ta, cho cha của cô ta. Đó, như vậy là người ta thấy cái chữ mặc dù đây này, nó nằm trong một cái mệnh đề này, hai mệnh đề này ghép lại thành một cái mệnh đề mang cái mối quan hệ rất là mật thiết. Người ta gọi là mệnh đề nhượng bộ. Đó, chúng ta hiểu là như vậy nha. Mệnh đề nhượng bộ thường bắt đầu although này các bạn nha. Rồi, tiếp tục. Trong tiếng Anh không chỉ có mệnh đề nhượng bộ mà nó còn mệnh đề gì nữa các bạn? Mà nó còn một cái mệnh đề chỉ mục đích này. Các bạn thấy mục đích chưa? Một cái mệnh đề chỉ mục đích bắt đầu với một cái liên từ, một cái từ phụ thuộc. So that, không phải một mà là cụm luôn các bạn nha. Đó, so that hoặc là in order that. Đó, nó thường bắt đầu hai cái này, một hoặc hai cái này, hoặc cái này hoặc cái này. Nó nói về mục đích của hoạt động trong một cái mệnh đề độc lập. Đây, mình cho các bạn nhìn là các bạn hiểu ngay ví dụ này nha. Cái người thợ thủ công đã sao các bạn, đã nặn đất sét để anh ta có thể làm nên một cái mặt nạ. Đó, các bạn hình dung được rồi đúng không nào? Có nghĩa là
Người này nặng đất sét để anh ta có thể làm một cái mặt nạ. Vậy thì chính cái này nó tạo nên một cái mệnh đề chỉ mục đích này các bạn. Rất rõ ràng là như vậy. Mục đích cái việc cái này nặng đất sét là để ta có thể tạo nên một cái mặt nạ. Đó các bạn hiểu được bản chất của cái mệnh đề này rồi đúng không? Như vậy là chúng ta đã đi qua hai cái mệnh đề rồi. Cái mệnh đề thứ ba là mệnh đề chỉ lý do này các bạn. Lý do, reason này các bạn thấy chưa? Thế thì cái mệnh đề chỉ lý do bắt đầu với một từ because, bởi vì, since, vì, as cũng là vì. Như vậy là ba cái này đều có nghĩa là vì hoặc là bởi vì các bạn nha. Nó nói, nó trả lời cho câu hỏi tại sao. Nó là mệnh đề chỉ lý do này này, nó trả lời cho câu hỏi tại sao. Các bạn xem ví dụ đây. Vì trời mưa, vì trời mưa nên họ đã hủy cái chuyến đi đến Tràng An này. Như vậy là nó giải thích cho cái lý do là người ta hủy cái chuyến đi là trời mưa này, vì trời mưa. Cho nên cái mục đề chỉ mệnh đề chỉ mục đích này này nó có cái cụm từ để giải thích các bạn ha. Vì đó, ok. Chưa hết các bạn, ngoài mục đích, ngoài lý do, ngoài nhượng bộ còn có mệnh đề chỉ thời gian. Đó, các bạn thấy chưa? Nó bắt đầu với một từ when là khi, while trong khi, before trước khi, after sau khi, as soon as ngay khi, vân vân, ngay khi. Nó nói với chúng ta khi nào hoạt động đó diễn đạt trong một cái mệnh đề phụ thuộc để một mệnh đề độc lập để diễn ra. Đây, mình lấy ví dụ là các bạn hiểu ngay này. Khi tôi có thời gian rảnh, tôi thường đi đến viện bảo tàng. Ok, bạn thấy chưa? Mệnh đề chỉ thời gian này. Khi nào tôi rảnh thì tôi đi đến viện bảo tàng. Vậy thì từ cái việc các bạn hiểu được các cái loại mệnh đề này rồi, Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn làm bài tập số 1 này rất gọn gàng. Bài tập số 1 này, người ta đề nghị mình là gạch chân, gạch dưới những cái mệnh đề phụ thuộc theo mỗi câu ở phía dưới đây. Mỗi câu chúng ta gạch chân mệnh đề phụ thuộc nha. Nói rằng liệu nó có phải là một mệnh đề phụ thuộc chỉ gì? Chỉ nhượng bộ này. Mệnh đề nhượng bộ viết tắt là DC. Hay là mệnh đề mục đích viết tắt là DP. Hay là mệnh đề lý do viết tắt là DR. Hay là mệnh đề chỉ thời gian viết tắt là DT. Đó, các bạn nhớ cho mình bốn cái loại mệnh đề: nhượng bộ, mục đích, lý do và thời gian. Nhớ bốn loại mệnh đề đó được viết tắt bởi DC, DP, DR và DT. Đó các bạn nha. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu thứ nhất. Chúng ta xem nó có phải là một trong bốn cái mệnh đề chúng ta vừa nói. Và chúng ta phải xác định cho được. Các bạn nhìn thấy chữ when chưa? Chưa cần phải suy nghĩ gì nhiều. Các bạn đã thấy cái chữ when là nó xuất hiện trong cái mệnh đề gì đây? Mệnh đề chỉ thời gian được viết tắt là gì? Được viết tắt là DT này. Các bạn thấy chưa? Khi chúng ta nhìn thấy chữ when là gần như 99,9% là chúng ta chọn mệnh đề chỉ thời gian. Khi nhiều người nói về những cái bức tranh truyền thống thì họ hay nghĩ về làng tranh Đông Hồ. Vậy thì câu số 1 này các bạn chọn cho mình là mệnh đề chỉ thời gian. Các bạn chọn DT cho mình. Dễ không? Quá dễ đúng không? Chúng ta để ý là chúng ta nhận ra vấn đề này. Rồi, ví dụ như câu 2 này các bạn. Câu 2 các bạn thấy chữ so that chưa? Các bạn đã nhìn thấy chữ so that đây rồi. So that nó nằm trong mệnh đề gì? Mệnh đề chỉ mục đích này. Đó, các bạn thấy chưa? Đây nè, mệnh đề chỉ mục đích của chúng ta. Chị của tôi đi đến làng Tây Hồ ở Huế để gì? Để cô ấy có thể mua một ít cái nón bài thơ, một ít cái chiếc nón bài thơ. Vậy thì mệnh đề chỉ mục đích chúng ta viết tắt là gì? DDP. Ok. Câu 2 là mệnh đề chỉ mục đích DP các bạn nhá. Mục đích này, đây là lý do nè. À vân, thời gian nè, mục đích nè. DP là mệnh đề chỉ mục đích đó các bạn nha. Rồi câu 3,
Câu 3 các bạn nhìn thấy, nhìn vô là các bạn phát hiện ngay liền. Nhìn vô là các bạn phát hiện ngay chữ although. Although là nó nằm trong mệnh đề chỉ chữ nhượng bộ. Được viết tắt là gì? Được viết tắt là DC, là mệnh đề nhượng bộ. Vậy thì chúng ta đi DC thôi. Mặc dù cái viện bảo tàng này thì nó nhỏ, nhưng nó có rất nhiều những cái đồ tạo tác độc đáo đó các bạn. Hay không? Rất hay đúng không? Mệnh đề chỉ nhượng bộ DDC. Câu số 4. Các bạn nhìn thấy chữ because chưa? Nhìn thấy chữ because này thì các bạn nhìn thấy mệnh đề chỉ lý do. Mệnh đề lý do này because này, since này, as này. Đấy, mệnh đề chỉ lý do thì chúng ta có chữ the are. The are. Đây, câu số 4, mệnh đề chỉ lý do the are các bạn nha. Đây, nhìn vô chúng ta dịch thì chúng ta biết ngay liền. Cái quảng trường này là sao các bạn? Là nơi yêu thích nhất của chúng tôi để chúng tôi tụ tập với nhau, bởi vì chúng tôi có rất nhiều không gian để cái này là đi ấy đó các bạn, đi người ta gọi là trượt ba tăng ấy. Đó, trượt băng, trượt ba tăng đó các bạn. Nơi đó để chúng tôi đi trượt cái đó rất là hay, nhiều không gian đó. Ok chưa? Mục đích này, mệnh đề chỉ không, chỉ lý do đó các bạn. Ok. Đó, bởi vì sao đó? Vì tôi thích cho nên tôi giải thích lý do đó các bạn ha. Rồi, câu cuối cùng của bài tập số 1 này của cái phần a closer look to này, phần grammar này, chúng ta nhìn vô chúng ta phát hiện điều gì? Các bạn thấy chữ before chưa? Before này là nằm trong mệnh đề gì? Mệnh đề chỉ thời gian. Đây rồi. Mệnh đề chỉ thời gian, thấy chữ before chưa? Trước khi đó các bạn, chữ này là trước khi nè. Vậy thì mệnh đề chỉ thời gian chúng ta viết tắt là DT. DT. Đó. DT. Vậy thì chúng ta nhìn vào trong bức ảnh này, những người dân làng phải cái sấy khô đó các bạn, làm khô đó. Những người dân làng phải làm khô những cái da trâu dưới ánh sáng mặt trời trước khi họ làm nên những cái mặt trống đó các bạn. Ok chưa? Cái da trâu thường người ta làm mặt trống đó các bạn. Đó, trước khi làm mệnh đề chỉ thời gian, viết tắt là DT. Rồi, như vậy là bài tập số 1 của phần grammar của nội dung A Closer Look To chúng ta đã được làm xong. Rất là hay đúng các bạn. Mong các bạn thấy các video này có ích cho các bạn. Các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta đón nhận thêm nhiều cái video hay tiếp theo. Rồi, chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn video tiếp theo để chúng ta đến với bài tập số 2 của cái phần grammar này các bạn nha, của nội dung A Closer Look To này. Rồi, chào các bạn.